thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung, qua đó giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh có nguồn nước sinh hoạt ổn định, hợp vệ sinh trong tiểu dự án 1 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo quyết định 1719/2021 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 đặt mục tiêu góp phần đạt 90% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh thực hiện tiểu dự án 1 Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đã và đang triển khai xây dựng 72 công trình hỗ trợ nước sinh hoạt cho khoảng 15.000 hộ dân. Hiện nay đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành 62 công trình nước sinh hoạt, giải quyết tình trạng thiếu nước cho gần 5.000 hộ dân trên địa bàn. Nhờ vậy đã nâng tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của tỉnh Sơn La đạt trên 94%.